Đây là mẻ cuối cùng bắt con cá còn lại chờ sót. Giăng lưới. Mọi người đạp đạp cho cá chạy lên bờ coi. Làm sao để một con cá nó sống sót đi trong mấy cái hang hốc rồi nó bơi vô không? Mà không ra con cá mà ra con cua. Trời, nguyên con cá tâm luôn. Nãy bỏ 4 con, 5 con. 5 con. Con này nó văng từ lưa nè. Mẹ nói con bước lên bờ liền cho mẹ. Rồi em Tâm lại. Em Tâm đã phát hiện ra con cá. Nó không bơi hướng Dương Nam, nó bơi lên đó. Chặn lao. Rồi giở cái lưới lên lại coi nó chui vô lưới chưa. Giở cho nó chạy hả gì. Có vẻ mình với Danh đi lên là mần cá cho nó ăn ha. Bây giờ nè,